Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu của World Cup nữ 2023 ngày hôm nay 30 tháng 7 thì sẽ diễn ra 4 trận đấu tại các bảng A và bảng H. Lịch thi đấu cụ thể như sau. Tại bảng H thì sẽ diễn ra 2 trận đấu của cái lượt trận thứ 2. Vào lúc 11:30 ngày hôm nay thì Hàn Quốc sẽ đối đầu với Maroc. Trong khi đó ở bảng H còn lại thì đó là cuộc so tài của đội tuyển nữ Đức với đội tuyển nữ Colombia. Tại bảng A thì sẽ ra lượt trận cuối cùng, đó là cuộc so tài giữa đội tuyển nữ Na Uy với đội tuyển nữ Philippines và đội tuyển nữ Thụy Sĩ với đội tuyển nữ New Zealand. Ở cái trận đấu này thì như các bạn đã biết rằng ở lượt trận thứ 2 thì đội tuyển nữ Philippines đã gây nên một cái địa chấn khi mà đánh bại đội tuyển nữ chủ nhà New Zealand với tỷ số 1-0, và với cái chiến thắng đó thì đội tuyển nữ Philippines đang tạm đứng thứ 3 tại bảng A với 3 điểm. Trong khi đó thì Na Uy, đội bóng được đánh giá rất cao ở cái bảng đấu này, thì lại đang chỉ có được 1 điểm thôi và đứng cuối ở cái bảng đấu này. Và ở lượt trận cuối cùng này thì đội tuyển nữ Philippines sẽ đối đầu với đội tuyển nữ Na Uy, trong cái bối cảnh mà đội tuyển nữ Philippines nếu như mà giành được chiến thắng thì họ sẽ giành vé đi tiếp và trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử khu vực Đông Nam Á không chỉ có được 2 chiến thắng ở World Cup mà sẽ giành vé vào vòng 16 đội, vòng 1/16, đúng không ạ? Thì đây là một cái điều mà rất là tuyệt vời, và hy vọng rằng đội tuyển nữ Philippines có thể làm điều này. Tuy nhiên thì nếu để xét về mặt thực lực, về mặt đẳng cấp thì đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn với đội tuyển nữ Philippines. Bởi vì sao? Bởi vì đội tuyển nữ Na Uy là một đội bóng là nhà vô địch, đã một lần lên ngôi vô địch ở giải đấu World Cup rồi, và đội bóng này cũng được đánh giá rất cao ở trận đấu mà họ bị New Zealand cầm chân ấy, thì đó chỉ là họ thua, đúng không ạ? Ở trận đấu khi mà họ để cho New Zealand thắng ấy, thì đó là trận đấu mà đội tuyển nữ Na Uy bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội ghi bàn và họ ép sân đến nghẹt thở. Tuy nhiên thì lại nhận được kết quả nói chung là không tốt. Và ở cái trận đấu với đội tuyển nữ Philippines này thì đội tuyển nữ Na Uy không còn đường lùi nữa rồi. Bây giờ họ buộc phải dâng cao hình để chiến đấu và tìm kiếm bàn thắng. Và trận đấu này mình nghĩ rằng là người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á và châu Á thì đang cổ vũ cho đội tuyển nữ Philippines thật. Tuy nhiên thì với cái chất lượng hình nó đẳng cấp hơn và thi đấu tốt hơn thì sẽ rất khó cho đội tuyển nữ Philippines gây nên bất ngờ ở cái lượt trận này. Nếu như mà có được một trận hòa là rất tốt, nhưng mà mình nghĩ sẽ rất khó. Đây là trận đấu mà đội tuyển nữ Na Uy sẽ có được, mình tin rằng là sẽ có được chiến thắng để mà ghi tên mình vào cái vòng đấu tiếp theo. Bởi vì ở trận đấu còn lại thì đội tuyển nữ của Thụy Sĩ với đội tuyển nữ New Zealand sẽ đối đầu với nhau. Về cơ bản thì đội tuyển nữ của Thụy Sĩ chỉ cần một kết quả hòa thôi là sẽ dẫn đầu bảng xếp hạng và để vào vòng trong rồi. Trong khi đó thì đội tuyển nữ New Zealand buộc phải thắng thì mới chắc chắn. Còn nếu như mà hòa, mà trong trường hợp mà Na Uy mà lại thắng Philippines 2-0 ấy, thì khi đó thì New Zealand sẽ bị loại. Cho nên là ở trận đấu này thì New Zealand bắt buộc phải có được chiến thắng thì mới chắc chắn. Còn trong một trận hòa thì họ cần phải đợi kết quả thuận lợi ở trận đấu cùng giờ. Thì đây là trận đấu mà Thụy Sĩ đương nhiên là đánh giá cao hơn rồi. Và với cái năng lực của mình thì New Zealand sẽ cố gắng, mình nghĩ rằng nếu cố gắng tốt nhất có thể thì khả năng sẽ giành được một điểm thôi. Nhưng mà mình nghĩ rằng Thụy Sĩ họ sẽ biết cách để mà khai thác cái điểm yếu của New Zealand. Bởi vì đây là trận đấu New Zealand sẽ buộc phải dâng cao hình để tìm kiếm bàn thắng, chứ không thể đá thủ như ở trận đầu với Na Uy để mà trận ra quân để mà tìm kiếm những cái kết quả thuận lợi đầu tiên. Bây giờ là phải tìm kiếm kết quả có lợi thì phải dâng cao hình, và khi đó thì Thụy Sĩ có thể sẽ tung cái đòn trừng phạt. Và mình nghĩ rằng đây là trận đấu mà Thụy Sĩ sẽ có được kết quả tốt, và có khả năng Thụy Sĩ với Na Uy sẽ lách qua khe cửa hẹp để mà hai đội bóng này sẽ giành vé đi tiếp ở World Cup nữ năm nay. Ở cái hai trận đấu còn lại, thì đội tuyển nữ Hàn Quốc với đội tuyển nữ Maroc, chúng ta biết rằng ở trận đấu giao quân thì đội tuyển nữ Hàn Quốc đã nhận thất bại trước đội tuyển nữ Colombia rồi, thì cho nên là trận đấu với Maroc này là buộc phải giành chiến thắng. Bởi vì chỉ có giành chiến thắng thì ở trận đấu cuối cùng khi mà đối đầu với đội tuyển nữ của Đức, thì khi đó nếu như mà Đức ở trận đấu ngày mai mà thắng Colombia rồi thì ở trận đấu cuối thì họ sẽ dễ thở hơn khi gặp Đức. Bởi vì dù sao Đức là đội bóng mà
có cái đẳng cấp và cái phong độ rất là tốt, cho nên sẽ rất khó để mà tạo ra cái bất ngờ. Nên là trận đấu với Maroc là trận đấu cơ hội không thể tốt hơn để cho đội tuyển nữ Hàn Quốc giành chiến thắng. Và với cái khả năng và bản lĩnh của mình thì mình nghĩ rằng đội tuyển nữ Hàn Quốc sẽ có được chiến thắng đầu tay ở World Cup nữ năm nay. Trong khi đó thì trận đấu giữa Đức với Colombia thì Colombia sau chiến thắng trước Hàn Quốc đã tạo ra được một cái cú hích rất lớn về mặt tinh thần. Chắc chắn họ sẽ hướng tới một kết quả hòa trước đội tuyển nữ Đức, bởi vì nếu như mà hòa trước Đức thì cái cơ hội giành vé đi tiếp của Colombia cực kỳ lớn, bởi vì trận đấu cuối họ sẽ gặp Maroc. Thì đấy, đây là kết quả, đây là trận đấu mà đội tuyển nữ Colombia sẽ cố gắng, nhưng mà mình nghĩ rằng sẽ khó để mà có điểm được trước đội tuyển nữ Đức, và mình thiên về một kết quả thắng dành cho đội tuyển nữ Đức ở trận đấu này. Sau đây thì mình xin đi điểm qua cái bảng xếp hạng cũng như là kết quả của các trận đấu diễn ra trong ngày hôm qua, sau đó chúng ta đi điểm qua bảng xếp hạng mới nhất trong ngày hôm nay. Theo ngày hôm qua thì Thụy Điển đã có được cái chiến thắng 5-0 trước đội tuyển nữ Italia, một chiến thắng rất đậm để ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo. Trong khi đó thì Pháp đã có một trận đấu rất hay để mà đánh bại được Brazil với tỷ số 2-1. Jamaica cũng có được kết quả thuận lợi khi giành chiến thắng 1-0 trước Panama. Cập nhật bảng xếp hạng của World Cup nữ 2023 tính đến sáng ngày 30 tháng 7. Tại bảng A, Thụy Sĩ dẫn đầu với 4 điểm, xếp thứ hai New Zealand 3 điểm, đứng thứ ba là Philippines 3 điểm, xếp thứ tư là Na Uy 1 điểm. Ở bảng B thì Nigeria đang dẫn đầu với 4 điểm, Canada đứng thứ hai với 4 điểm, xếp thứ ba là Australia 3 điểm và đứng thứ tư là Cộng hòa Ireland 0 điểm. Tại bảng C, Tây Ban Nha và Nhật Bản với 6 điểm đã cùng nhau đi tiếp rồi. Costa Rica và Zambia đứng thứ ba và thứ tư và chính thức bị loại. Ở bảng D, Anh và đang dẫn đầu với 6 điểm, Đan Mạch với Trung Quốc tạm xếp thứ hai và thứ ba với 3 điểm, đứng cuối là Haiti 0 điểm. Tại bảng E, Hoa Kỳ đang dẫn đầu với 4 điểm, đứng thứ hai là Hà Lan 4 điểm, xếp thứ ba là Bồ Đào Nha 3 điểm, đứng cuối là Việt Nam 0 điểm. Đội tuyển nữ Việt Nam đã bị loại. Ở bảng F thì Pháp và Jamaica đang chia nhau vị trí dẫn đầu với cùng 4 điểm. Brazil tụt xuống vị trí thứ ba với 3 điểm và đứng cuối là Panama. Ở bảng G, Thụy Điển dẫn đầu với 6 điểm và đã giành vé đi tiếp. Italia đứng thứ hai với 3 điểm, xếp thứ ba là Nam Phi 1 điểm, đứng cuối là Argentina 1 điểm. Tại bảng H thì Đức dẫn đầu với 3 điểm, xếp thứ hai là Colombia 3 điểm, đứng thứ ba là Hàn Quốc 0 điểm và đứng cuối là Maroc 0 điểm. Quý vị và các bạn có thể xem và theo dõi các trận đấu của World Cup nữ 2023, các trận đấu trong ngày hôm nay trên các nền tảng hệ sinh thái của VTV Cup, ứng dụng On Sport, TV 360 và truyền hình Quốc hội. Quý vị có thể dự đoán tỷ số của các trận đấu diễn ra trong ngày hôm nay phía dưới phần bình luận để chúng ta cùng trao đổi với nhau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị mới xem kênh của mình có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất về lịch thi đấu, về kết quả bóng đá và bảng xếp hạng bóng đá được cập nhật liên tục trên kênh YouTube Thuật Thể Thao vào mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.